Ngày 4 tháng 8, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết tránh xung đột toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên của NATO trong xung đột Nga-Ukraine hiện tại. Trong bài phát biểu ở Na Uy, nhà lãnh đạo NATO nói, trong xung đột này, NATO có hai nhiệm vụ, hỗ trợ Ukraine và ngăn chặn xung đột leo thang thành cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga. Ông Stoltenberg gọi xung đột Nga-Ukraine hiện tại là một trong những tình thế nguy hiểm nhất ở châu Âu từ sau Thế chiến thứ hai. Ông cho rằng Nga không được phép thắng trong cuộc xung đột này, vì nếu Nga thắng, Tổng thống Putin sẽ cho rằng bạo lực có hiệu quả, và rồi các quốc gia láng giềng khác có thể là mục tiêu tiếp theo. Kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi ngày 24 tháng 2, Ukraine đã nhận được hàng tỷ đô la viện trợ quân sự từ các thành viên NATO. Hồi tháng 7, trả lời phỏng vấn đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, Ukraine đang được bơm thiết bị quân sự phương Tây và hơn thế còn bị ép phải sử dụng các vũ khí này theo cách thức ngày càng rủi ro hơn. Do đó Kiev không thực hiện được bất kỳ bước đi mang tính xây dựng nào. Trong ngày 4 tháng 8, ông Stoltenberg khẳng định, ông Putin cuối cùng cũng không đạt được các mục tiêu đặt ra, vì NATO đã trở nên mạnh hơn và vững chắc hơn khi Thụy Điển và Phần Lan sắp gia nhập liên minh. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh việc tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông là rất quan trọng giữa bối cảnh phải ngăn chặn chiến thắng của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng NATO không phải là một bên trong xung đột và sẽ không gửi quân đến Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với đài truyền hình NRK của Na Uy, nhà lãnh đạo NATO chia sẻ liên minh này không có nghĩa vụ can thiệp vào xung đột hiện tại vì Ukraine chưa phải là thành viên, ông nói. Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm giữ an toàn cho tất cả các quốc gia NATO. Trước khi tiến quân vào Ukraine, Nga nhiều lần cho rằng việc NATO mở rộng ra phía đông là mối đe dọa an ninh quốc gia. Hồi tháng 12 năm 2021, Moscow kêu gọi Mỹ và NATO đảm bảo pháp lý rằng liên minh này sẽ ngừng mở rộng và kiềm chế triển khai các hệ thống vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy, NATO đã phản hồi rằng các thành viên và các ứng cử viên gia nhập mới quyết định liệu có nên tham gia liên minh hay không.